nhằm nâng cao nhận thức cho nữ công nhân viên chức lao động công ty về nội dung thực thi văn hóa doanh nghiệp và chủ đề EVN năm 2018, góp phần cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Ban Nữ Công Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề cho nữ công nhân viên chức lao động công ty. Bên cạnh các tham luận về chủ đề năm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Ban Nữ Công còn tổ chức tham luận về chủ đề thực thi văn hóa doanh nghiệp trong lực lượng nữ công nhân viên chức lao động công ty, do Tổ Nữ Công các điện lực và khối cơ quan công ty trình bày. Dựa trên đặc thù thực tế của một số điện lực có khối lượng khách hàng lớn, do vậy hình ảnh của công ty được thể hiện qua chính những giao tiếp hàng ngày với khách hàng. Tổ Nữ Công các điện lực đã khai thác chủ đề thực thi văn hóa doanh nghiệp thông qua văn hóa giao tiếp với khách hàng của cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Các điện lực chú trọng, mỗi cán bộ công nhân viên khi giao tiếp với khách hàng cần hiểu rõ về các dịch vụ mà ngành điện cung cấp để có thể giải đáp mọi nhu cầu của khách hàng. Phải luôn thể hiện sự tôn trọng, lịch sự và bình đẳng trong giao tiếp với khách hàng. Thường xuyên trau dồi và cập nhật những thông tin mới nhất về dịch vụ và quy định của ngành điện để đảm bảo khách hàng luôn nhận được thông tin chân thực và đầy đủ nhất mỗi khi cần trao đổi, ký kết hợp đồng. Tổ Nữ Công các điện lực cho rằng, mỗi biểu hiện bằng ánh mắt, bằng nụ cười thân thiện hoặc thái độ luôn tôn trọng, luôn lắng nghe sẽ làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái và hài lòng, góp phần xây dựng hình ảnh công ty thân thiện với khách hàng. Cùng chủ đề nhưng khác cách tiếp cận, Tổ Nữ Công khối cơ quan công ty đã đem đến một bài tham luận ở một khía cạnh khác. Các chị nhấn mạnh đến việc thể hiện văn hóa thông qua tác phong làm việc, cụ thể là tác phong khi tham gia các buổi hội họp. Vì đây là công việc thường xuyên và quan trọng trong công tác điều hành, sản xuất kinh doanh, nên cũng là nơi thể hiện rõ tác phong, hình ảnh, tinh thần và văn hóa làm việc chuyên nghiệp của công ty. Bên cạnh phần trình bày tham luận, các tổ nữ công cũng cùng nhau trao đổi, đóng góp ý kiến rất sôi nổi để hoàn thiện hơn các nội dung tham luận, qua đó có thể áp dụng trong công việc hàng ngày. Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thanh, giám đốc công ty, đánh giá cao vai trò của chị em phụ nữ trong thời gian qua và các nội dung tham luận tại buổi sinh hoạt rất thực tế, phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ của công ty trong năm 2018. Đồng chí cũng hy vọng, dựa trên những nội dung trình bày tại buổi sinh hoạt, nữ công nhân viên chức lao động công ty tiếp tục thực hiện tốt công việc của mình, luôn đoàn kết, nhất trí, thống nhất mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty, xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty và các hội đoàn thể sẽ tiếp tục nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phát huy trong môi trường làm việc tốt nhất, được phấn đấu, được rèn luyện và được trưởng thành. Cũng tại buổi sinh hoạt, Ban Nữ Công Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng phát động phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà và phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc trong nữ công nhân viên chức lao động công ty, gắn với thực hiện văn hóa doanh nghiệp và chủ đề năm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục xây dựng hình ảnh vẻ đẹp của phụ nữ ngành điện theo phẩm chất chung của phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.